Trần Đông Siêu đã chuẩn bị từ trước. Và nếu như bước vào bán tiêu thứ hai này với một phần cấm và chọn cởi mở và hợp lý hơn, thì có thể các thành viên đội tuyển Đông Sim vẫn sẽ gây được rất nhiều khó khăn dành cho Gen Z. Vâng, và đến bán thông thứ hai này thì Đông Sim được quyền chọn bên và họ chọn bên phía đội 1 để có thể có được khâu bấm pick như mong muốn của mình, và họ đã ngay lập tức phải loại bỏ đi con As của Delay, một vị tướng quá khó chịu trong tay của người chơi hỗ trợ bên phía của Gen Z. Tỷ lệ bắn đa băng tiễn trúng đến từ người chơi hỗ trợ của Gen Z trong ván thi đấu đầu tiên thực sự là ấn tượng. Đúng vậy, và tiếp theo đó thì các thành viên đội tuyển Đông Sim cấm đi thêm con Caitlyn ở khu vực đường dưới của Pay. Còn ngược trở lại thì Varus, một mẫu xạ thủ mạnh trong meta hiện tại, cũng đã bị cấm. Mặc dù ở phiên bản hiện tại thì chúng ta cũng đã đề cập rất nhiều tới sự thay đổi cũng như là sự hưởng lợi tới từ những mẫu xạ thủ mà thiếu đường chí mạng, nhưng bản thân của Varus vẫn có thể chơi theo kiểu nọt từ thủ, cuồng đao whistle cũng như là đao tím một cách vô cùng hiệu quả, vẫn đảm bảo được nguồn sát thương đầu ra tuyến sau do khả năng đi đường mạnh, cũng như là bản thân của Varus cũng có thể đóng góp cái vai trò là xạ thủ một giao tranh. Đó chắc chắn sẽ là một con bài bên phía của Gen Z không muốn nó xuất hiện trong đấy bên phía của Đông Sim, trong khi đó ba lực cấm mà Đông Sim đưa ra nhắm trực tiếp xuống khu đường dưới của Gen Z bao gồm As, Caitlyn cùng với cả Lulu nữa. Những lực cấm cho thấy được tầm quan trọng của khu vực đường dưới trong meta hiện tại, và các thành viên phía của Đông Sim đang muốn có được một dạng đi đường thuận lợi hơn tại khu vực đường dưới của mình. Còn Gen Z để xem lực cấm cuối cùng của họ là gì đây, họ cấm đi Lucian để loại bỏ Lucian, Nami của Vital và Peter. Thì còn lại gì ở tại khu đường dưới dành cho cặp đường dưới của Đông Sim đây? Họ quyết định khởi đầu bằng Maokai chứ không phải là bất kỳ xạ thủ nào cả. Một sự lựa chọn mạnh trong vai trò đi rừng dành cho Sylvie, nhưng trong ván thi đấu trước thì có lẽ cái tầm ảnh hưởng của Sylvie ở giai đoạn đầu ván thi đấu cũng không phải là quá ổn định. Vậy thì xem là ván thi đấu này anh ta có thể tạo ra những sự khác biệt cũng như là đem lại lợi thế lớn dành cho các giai đoạn đi đường của mình hay không, giống như những thông số mà LCK đã tổng hợp lại dành cho chúng ta về sự xuất sắc ở giai đoạn 14 phút đầu tiên đến từ cá nhân người đi rừng của Đông Sim. Nhưng tất nhiên khi hở ra Maokai thì cũng hở ra luôn Alice, và Peanut cũng đang có được con bài đi rừng rất mạnh ở giai đoạn đầu game trong cái phiên bản hiện tại để có thể tạo ra mức độ ảnh hưởng từ tương đối sớm so với những gì mà Maokai có thể làm. Alice cùng với Draven đang được các thành viên phía của Gen Z hướng tới, thì họ hoàn toàn có thể xách thêm cả một con Kassadin tại khu rừng giữa nữa. Có thể là Kassadin đã bị giảm sức mạnh tại phiên bản này, nhưng khi có sự xuất hiện đến từ Alice và Draven thì đây lại là hai chức tướng đánh tấn công cực kỳ mạnh trong khoảng thời gian ban đầu mà Gen Z có để có thể câu kéo thời gian của ván thi đấu càng lâu càng tốt. Còn bên phía con Đông Sim thì họ lại lựa chọn một con Aphelios dành cho Vital tiếp tục có ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và những vị tướng như vậy thì tôi đang cảm giác áp lực đi đường của Gen Z rõ ràng đang là nhỉnh hơn hoàn toàn so với phía con Đông Sim. Và Đông Sim đang muốn lựa chọn một vị tướng đường trên mang tính tấn công mạnh, hoặc cũng có thể là một con dây đường giữa đón đầu con Kassadin của Chovy đến từ phía Star. Đúng vậy, đây là một sự lựa chọn mù khéo léo đến từ các thành viên đội tuyển Đông Sim. Một sự lựa chọn có được sải tay dài, khả năng cầu máu tốt. Dồn sát thương của Jay cũng không tệ chút xíu nào khi kết hợp cùng với những tiếng canh tới từ Maokai. Và đồng thời thì quả thực Jay là một mẫu tướng có thể đối đầu ổn cùng với Kassadin, nếu như không muốn nói rằng sẽ là vị tướng nhỉnh hơn so với Kassadin ngay từ đoạn đi đường. Điều đấy sẽ khiến các thành viên đội tuyển Gen Z cần phải đưa và họ chọn nhanh quá nhờ. Tristana đã có dành cho các thành viên đội tuyển Gen Z. Thế thì vẫn có một cái cơ hội xảy ra rất nhỏ nhoi, đấy chính là con Draven xuất hiện trong vai trò hỗ trợ đúng không, đi cùng với Tristana. Nhưng đây không phải là bộ đôi mạnh, mà khả năng vẫn sẽ là một con Tristana đường giữa. Tristana đường giữa, thậm chí có thể Tristana đường trên trong cái đấu cùng với Jay, và để xem là Chovy cùng với Doran sẽ xử lý con Tristana này như thế nào. Những lựa chọn rất mở đến từ cả hai đội tuyển ở trong ván thi đấu thứ hai này, và nó cũng đều là những con bài mang tính tấn công mạnh nữa. Dự đoán rằng ván thi đấu này có thể sẽ có một tốc độ cao hơn so với ván thi đấu đầu tiên. Còn ở tại phase 2 thì Gen Z đang loại bỏ đi những sát thủ mà Fiesta có thể mang ra nhằm đe dọa vào tính mạng của hai xạ thủ như Tristana hay Draven, đó chính là con Akali của người chơi đường giữa phía Đông Sim. Renekton nhắm vào Doran là một cấm tôi đánh giá rằng khá hợp lý để hạn chế bớt đi cái sức mạnh ngay từ đoàn lên ninh tới từ các thành viên đội tuyển Gen Z. Đồng thời thì Gen Z cũng đang thiếu đi một con bài chống chịu hoặc là một con bài đấu sĩ có khả năng chống chịu ở khu vực trên, và Renekton đảm bảo rất tốt được yếu tố đó. Jax cũng đã bị cấm tới từ bên phía các thành viên đội tuyển Gen Z để ngăn cản cái phản công có thể được kích hoạt quá nhiều từ DNDN trước đội hình sở hữu hai xạ thủ. Và ngược lại thì Sante cũng đã bị cấm từ trước, nên là liệu các thành viên đội tuyển Đông Sim họ có muốn cấm thêm vào vai trò hỗ trợ của đối thủ hay không? Như vậy là lượt cấm đến từ phía Đông Sim đã nhắm xuống vai trò hỗ trợ Relay với Vegeta Clash để loại bỏ đi một hỗ trợ có khả năng đi đường mạnh cùng với Draven. Nhưng chưa hẳn là hết những hỗ trợ dành cho Delay có ở trong ván thi đấu này. Khumiu là lựa chọn đưa ra dành cho các thành viên của Gen Z. Nó có thể là một con Khumiu khu vực đường trên của Doran và đẩy Tristana ra khu vực đường giữa.
họ sẽ để cho Phoenix là người gánh chính về mặt sát thương phép trong đội bên phía của Gen.G trong ván thi đấu này, hoặc thậm chí có thể có thêm những con bài khác của D-Li ở tại khu đường dưới nữa. Còn bên phía bên kia thì NoSim lúc này đang đưa ra lựa chọn đứng trên, đó là một con Fiora. Họ đang nhá Fiora cùng với Syndra, tức là cũng đang phân vân là không biết để Zay đi đâu, và Zay sẽ đi ở khu vực đường trên trong tay của DNDN, và Syndra sẽ là lựa chọn đứng giữa dành cho phía Star. Bây giờ để xem Alistar của Peter có được xuất hiện lại thêm lần nữa hay không. Tôi nghĩ rằng là sự lựa chọn Draven mang tiếng đánh nhau rất mạnh ở khu đường dưới. Nếu như bạn muốn đưa ra con bài Alistar để hạn chế bớt đi điều này thì cũng là câu chuyện không tồn chút xíu nào cả. Trước đó thì NoSim cũng đã khá khéo léo trong việc cấm đi Rheta Glass để ngăn đi bộ Draven Rheta tới bên phía các thành viên đội tuyển Gen.G. Và bây giờ thì họ đang thực sự muốn hướng tới một con bài hỗ trợ mang tiếng đánh nhau mạnh. Và Meta Chung kết Thế giới 2022 xuất hiện lại thêm lần nữa với con Leona đi cùng Aphelios ở khu vực đường dưới của các thành viên đội tuyển NoSim Redford. Vâng, và bây giờ thì bên phía của Gen.G sẽ phải đưa ra câu trả lời cho con Leona của đối phương là gì tại khu đường dưới của D-Li đây. Rakan, một lựa chọn hỗ trợ mang tiếng hướng mở rất mạnh đến từ bên phía của Gen.G tại khu đường dưới. Nhưng Rakan là mẫu chất tướng đi đường không phải là quá mạnh. Và tôi không biết là liệu rằng Rakan cùng với Raven đi cùng với nhau thì tỷ lệ mà họ có thể kích được nội tại dành cho Pace sẽ là bao nhiêu. Nhưng đó là một con bài mà bên phía của Gen.G rất cần thiết cho đội của họ để có thể mở giao tranh tuyến đầu cho đội bên phía của Gen.G. Đã từ thời điểm chúng ta nói rằng Leona là khắc tinh của Rakan trong vai trò hỗ trợ vào án thi đấu này, các thành viên đội tuyển Gen.G đã quyết định là đem Rakan ra một cách rất tự tin dành cho D-Li, đúng là để bổ sung cho khả năng mở giao tranh. Cá nhân Aphelios cũng là mẫu tướng kém đi sự cơ động, và trong những cái tình huống xuất hoành tráng hay cả bộ pháp thần tốc của mình thì D-Li có thể tạo ra sự khó khăn dành cho xạ thủ của đối phương và tạo ra nhiều hơn những cơ hội để Draven có thể kiếm được những điểm ở gục và bóc được lớp nội tại ngưỡng mộ đến từ cá nhân của Draven. Một ván thi đấu được coi là cởi mở tới cả hai đội tuyển với những chất tướng gần như không có quá nhiều khả năng chống chịu. Cho dù cả là Maokai trong vai trò đi rừng đi chăng nữa thì cũng có thể đó sẽ là con Maokai hướng tới một cái vũ trụ nguyền rủa trước và kéo đầu khu đường trên thì nó lại là đậm chất kỹ năng diễn ra giữa Zayce cùng với Camille. Một cái đấu mà yêu cầu Doran sẽ cần phải xử lý khá nhiều về mặt kỹ năng cá nhân khu đường trên khi đối mặt cùng anh ta là một vị tướng tay dài. Và Zayce ở tại những phiên bản gần nhất thì đã được run game boost sức mạnh dành cho khả năng đi đường ở dạng búa của con bài này. Hai vị tướng đi rừng đều có khả năng đánh tấn công sớm ở cấp độ 3. Đối với Elise thì rõ ràng đây là vị tướng cần phải đánh tấn công và tạo áp lực sớm rồi. Và khả năng cao là Phoenix trong ván thi đấu này sẽ cần phải đánh xuống khu cánh dưới để giúp cho Draven của Pay có những áp lực đi đường cũng như kích nội tại cho anh ta càng sớm càng tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc là Doran có thể ở khu vực đường trên anh ta sẽ phải tự xử lý kèo với dây của DNDN và có thể sẽ phải đối mặt cùng với cả một con Maokai đánh tấn công cấp độ 3 nữa. Một kèo rất hấp dẫn được diễn ra giữa Tristana cùng với Syndra. Kèo đấu này thì Syndra cần phải thực sự cẩn trọng trong những tình huống giữ lại các tan kẻ yếu của mình nếu như không muốn bị nhận những khả năng dồn sát thương khó chịu tới từ Tristana. Và cái nhân Tristana thì khá là đơn giản là cấp độ 3, khi anh ta thấy đối phương mất đi quét tay cái yếu, anh ta cứ nhảy thẳng vào đầu đối phương thì gắn cái bọc thuốc súng kích kỹ năng quy của mình lên và liên tục với những pha kéo máu và Syndra mà thôi. Elite cùng với Camille của Doran đang có một tình huống rình rập để xem liệu DNDN có muốn tiến sâu hơn vào và kiểm soát tầm nhìn trong một con nhỏ hay không. Rồi sau đó thì Pinak cũng không có máy quét, đó chỉ là một con mắt được để lại. Lại là một kèo đấu mà Zay có thể nấp trước, và đây là điều chúng ta cũng đã từng rất quen thuộc trong chung kết thế giới 2022 với những pha hỗ trợ tiến lên để cắm một con mắt, hỗ trợ để giúp cho người chơi đường trên của mình có được một giai đoạn lên linh khởi đầu thuận lợi hơn. Leona của Peter cùng với cả Elise của Phoenix đã đều để lại một con mắt ở tại bụi cỏ thứ hai khu vực đường trên dành cho cả Doran lẫn DNDN rồi, và để xem là khả năng xử lý chất tướng đi đường đến từ hai người chơi đường trên sẽ là ra sao với một chất tướng carry chứ không còn là chống chịu giống như ván thi đấu đầu tiên nữa. Rồi khu vực đứng giữa thì con Tristana mang theo dịch chuyển của Chovy với một tình huống nâng đấp cấp độ 1 thì anh ta đang lao lên, nhưng Festa đã nhanh tay cộng vào kỹ năng E quét tan kế yếu giúp cho anh ta thoát khỏi cú hất tung đến từ D-Li và giữ được ngưỡng an toàn để đi đường. Nhưng việc nâng một kỹ năng E ở cấp độ 1 đối với Syndra sẽ có thể ảnh hưởng đến tốc độ đi đường của anh ta. Đúng vậy, vì bên kia Tristana cũng không có cái bọc thuốc súng của mình nên tốc độ đi đường của Tristana cũng không phải là quá căng thẳng. Nhưng dẫu sao thì với cái nguồn sát thương vật lý và tốc độ đánh tới từ Tristana thì cũng phục vụ cho Chovy trong việc ra đi đường nhỉnh hơn so với những gì mà đối phương có thể làm. Kéo đầu khu đường dưới, D-Li chủ động đứng rất cao ép góc Peter ở cấp độ đầu tiên. Leona tăng vào Q hay E thì cũng không đem lại quá nhiều sự nguy hiểm, ít nhất cần tới cấp độ 2 để Leona có được một ngưỡng sức mạnh đột biến và tạo ra những pha tấn công có thể được coi là uy hiếp dành cho đối phương. Bước chân tốc là thứ được Vital sử dụng trong ván thi đấu này để gia tăng khả năng trụ đường. Ở phía bên kia đương nhiên là nhịp độ chết người rất quen thuộc
dành cho Draven, và Tristana của Chovy đang đứng rất cao khi biết là đối phương mới chỉ cấp độ 1 mà thôi, và lấy đi quét tan kẻ yếu của đối thủ sau khi gắn cái bọc thuốc súng lên đầu của Fiesta. Chovy vẫn kiểm soát được lính rất tốt với 12 chỉ số lính có được ở hai đường lính đầu tiên. Trong cái đó cấp độ 1 nâng E thì việc farm lính đối Fiesta là điều tương đối khó khăn, và anh ta đã trượt 5 chỉ số lính. Đó là một con số tương đối đáng kể sau hai đường lính đầu tiên đến từ cả hai người chơi đứng giữa. Và lao lên được cấp độ 2 đến từ Fiesta, những áp lực của anh ta dành cho Chovy là chưa nhiều. Và đây rồi, Phoenix ăn 3 bãi trên, sở thiện một tiếng tấn công. DNDN đang ở một trạng thái máu không phải là quá đủ đầy, và chỉ chờ Doran cấp độ 3 có cho mình cú đá bóc phi thân là có thể phát động tấn công rồi. Thậm chí cấp độ 2 Doran đã nâng vào kỹ năng này, và DNDN thực sự rất khó để có thể về. Anh ta đang có ý định đổi mạng với Doran. Sát thương của anh ta là chưa đủ, lôi phạt bắt buộc phải dùng lên người của Phoenix để có thể bỏ chạy. Cú kén nhện trượt đến từ vị trí của Phoenix, nhưng sát thương đến từ bên phía của Genji vẫn là khá nhiều. Tốc biến của Doran còn, nhưng anh ta muốn tiết kiệm nó để dùng cho tình huống sau, và đá bóc phi thân hồi lại kịp. Chiến công đầu thuộc về cho Phoenix. Khá khen cho những nỗ lực đến từ DNDN, và suýt chút nữa thì Maokai của CV đã đến nơi kịp thời, quét tan kẻ yếu tốt. Và Chovy là người đang bị kéo nhiều máu hơn, nhưng Alice của Phoenix có mặt ở khu đường giữa. Kén nhiệt tung ra trượt, những áp lực có mặt ở khu vực đường giữa đã giúp cho Chovy có thể hóa giải được tình huống một cách tương đối đơn giản. Với lượng farm nhỉnh hơn hẳn thì lần về đầu tiên tới từ Chovy sẽ giúp cho anh ta khá nhiều trong giai đoạn tiếp theo, với những pha chơi hit cùng với Syndra của Fiesta. Và đây chính là thời điểm mà anh ta bắt buộc phải thực hiện một tình huống muốn bay về nhà. Kéo đầu khu đường dưới, Draven cùng với Raka là những người đẩy nhanh hơn, và kiểu mua đồ của Draven là rất trực quan. Khi anh ta mua trước kiếm Doran và về sớm để bổ sung thêm cho mình nguồn sát thương đầu ra trong những tình huống sử dụng dìu xoay, và tiếp tục gia tăng cái áp lực trong những pha đùa kill dành cho đối thủ. Lựa chọn cái thời điểm rất tốt để băng thẳng vào với cú đá quét phi thần và làm choáng thành công DNDN, mở ra cơ hội cho Phoenix tiếp cận. Và tất cả những gì DN làm là những thứ tinh túy nhất đến từ một con tướng dây rồi. Anh ta kéo máu của Doran, anh ta suýt chút nữa đã uy hiếp được tính mạng của Doran, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn phải nằm xuống với điểm chiến công đầu dành cho Phoenix. Một pha tấn công nhanh hơn đến từ Phoenix được khu đường trên, và CV đã không kịp để có thể can thiệp cho tình huống tấn công vừa rồi. Chiến công đầu dành cho Elise là điều vô cùng cần thiết, và quan trọng là tình huống tấn công vừa rồi nó chỉ tiêu tốn đôi chút thời gian của Elise chứ không phải là một phép bổ trợ tốc biến. Qua đó thì Phoenix vẫn có thể tiếp tục áp lực vào các khu vực đường của Nông Sim với chất tướng Elise này. Còn bên phía bên kia thì yêu cầu rằng Selvi có lẽ sẽ cần phải có những tình huống đọc rừng tốt hơn để thực hiện những pha phản công và giúp cho các đường bên phía của Nông Sim vượt qua được dọn đi đường một cách an toàn trước những áp lực đến từ người chơi rừng của Genji. Từ nãy giờ khi máy quay quay ra khu đường giữa, chúng ta thấy Chovy bị dính liên tục những pha cầu máu tới từ Fiesta, từ những quả cầu bóng tối cho tới những pha quét thân kẻ yếu. Nhưng vấn đề là anh ta đảm bảo được lượng farm của mình một cách rất ổn định, và khả năng hồi phục của anh ta tới từ bình thuốc tái sử dụng. Điều đấy sẽ khiến cho cá nhân của Chovy không cần phải đầu tư thêm tiền dành cho những tình huống hồi phục sau khi bị đối phương kéo máu nữa. Thậm chí kinh tế của anh ta sẽ gia tăng một cách đáng kể khi anh ta bắt đầu khai thác vào số của lưỡi hái, và đã ăn được 16, 17 số đến từ cái lưỡi hái được mang ra đường rồi. Còn khu đường dưới thì chưa có khoảng trống để Vital cùng với Peter thực hiện tình huống bấm bê về nhà đầu tiên, khi áp lực đi đường đang được duy trì một cách rất triệt để bởi bộ đôi đến từ bên phía của Genji. Và đây là pha có mặt tới từ Peanut, hất tung tốt và xuất hiện hoành tráng, và có thêm bồi choáng từ Peanut. Sát thương dồn vào sẽ là không đủ, quay ngược trở lại làm choáng, và có bụi cây quỷ dị tới từ Maokai của Sylvie, đu lưới nhẹ lên thoát về. Sát thương vừa đủ, và đó là đội tài dành cho Draven với 300 tiền từ rất sớm. Tổng cộng 600 tiền đã có dành cho Draven ở ngay thời điểm phút thứ 5, thứ 6 của bán thi đấu này. Khá khen dành cho Sylvie khi anh ta đọc được ý đồ tấn công của Peanut và thực hiện một pha phản công, nhưng chất tướng không cho phép anh ta làm được nhiều điều cho tình huống vừa rồi. Họ đã rất nỗ lực để thực hiện một pha phản công, nhưng họ không có sát thương để có thể dứt điểm bất kỳ thành viên nào của Genji cả. Mục tiêu họ chọn cho tình huống tấn công đó cũng lại là một con Elise còn đánh đu của Phoenix. Và tình huống tấn công đó đến từ bên phía của Genji vẫn được coi là thành công, với một mạng rơi vào tay của Pace. Một lượng tiền lớn chảy vào túi của xạ thủ Genji với nội tại vừa được kích hoạt của Draven. Đã farm được 47 chỉ số lính từ đầu ván đấu đến bây giờ. Rất nhanh chóng anh ta đã về nhà bổ sung thêm được cho mình hai thanh trường kiếm kết hợp cùng với việc nâng cấp thành công cái dao hung tàn. Muốn sát thương dồn vào Leona quả thực là không đủ, nhưng Leona rất trâu với kích hoạt kỹ năng nhập thực và tốc biến đúng thời điểm. Những phát tốc biến đến từ Sylvie để giữ chân đối thủ đã khiến cho anh ta không còn con đường lùi nữa. Một tình huống all in ở một thời điểm mà sát thương của Aphelios không đáng kể. Nên nhớ là Aphelios của Vital chưa có thời gian để về và mua ngưỡng trang bị đầu tiên trong người anh ta cầm hơn 1.000 tiền. Bây giờ anh ta mới về nhà bổ sung được bó tên ánh sáng, và đó là lý do tại sao nguồn sát thương trong tiểu tấn công vừa rồi bị thiếu hụt tới từ các thành viên đội tuyển Nông Sim. Bây giờ là pha băng trụ khu đường trên khi Doran chỉ còn lại một chút xíu máu mà thôi. Sylvie vòng ra còn tốc biến nhưng vẫn bị giữ chân. Một tình huống sử dụng đá bóc phi thân quá thông minh, quay ngược trở lại khi có thêm Peanut tới để cover. Peter cũng đã có mặt ở khu đường trên và thoát thân, như vậy thì nó gọi là mắc bịch.
không mất phép bổ trợ đến từ vị trí của Doran, còn tại khu đường giữa thì Chovy lao lên với dập nhiệt tên lửa, nhưng sát thương mà anh ta gây ra lên người của Fiesta chưa phải là quá ấn tượng cho thiếu này khi những stack của bảo túc súng không được gây ra. Và khu đường dưới lúc này thì Vital đang đơn độc. Sau tiếng di chuyển đến từ Peter thì xạ thủ của Nông Sim đang bị bỏ rơi tại khu đường dưới và đối mặt với anh ta đang là một con Raven xanh sớm của Paige. Áp lực đang là vô cùng lớn và mặc dù Vital vẫn có thể đón lính, anh ta không bị mất đi những chỉ số lính của mình. Những hai giáp trụ cộng thêm dành cho Raven tại khu đường dưới của Genji đang đảm bảo một điều kiện thắng tuyệt đối dành cho Genji trong ván thi đấu này. Đúng vậy, anh ta sẽ tiếp tục tăng tiến trang bị cực kỳ nhanh và hướng tới việc hoàn thành được nguyệt đao từ thời điểm tương đối sớm. Và cho dù là Leona vẫn nhận thật kỹ trang nữa thì khi Draven hoàn thành được nguyệt đao, cái sự bứt phá về nguồn sát thương đầu ra sẽ là vô cùng đáng kể. Tổng lượng tiền hiện tại chênh lệch giữa xạ thủ rơi vào con số tầm khoảng 800 cho đến 900 vàng, và đó hoàn toàn là sự chênh lệch đến từ những điểm hạ gục, đến từ điểm hạ gục và kích hoạt được nội tại của Draven, đồng thời chỉ là tầm khoảng 150 lượng tiền tới từ cái việc bóc được hai lớp giáp trụ ở trụ một khu đường dưới mà thôi. Rõ ràng tôi cũng đang có lời khen dành cho bộ đội Vital và Peter, bởi vì họ vẫn đang áp lực với đối đầu với những áp lực rất lớn, nhưng việc duy trì được lượng farm của họ là khá ấn tượng. Bây giờ sau đợt đẩy này thì Genji hoàn toàn có thể hướng tới con rồng nguyên tố đầu tiên tại khu vực cánh dưới bản đồ. Servi đang có mặt tại đây và để xem tình huống đánh nhau 3v3 thì bên nào sẽ có ưu thế nhiều hơn. Rõ ràng Genji có dư sự tự tin bởi vì họ đang có một Draven cấp độ 6 có nhiều trang bị. Phoenix cấp độ 6 cũng đã có mặt tại đây rồi. CV bắt đầu vòng ra, anh ta phát hiện ra Phoenix và Phoenix tung ra một cú ké nhện hơi với tầm một chút. Họ vẫn đang có những áp lực đi đường tại khu đường dưới rất tốt, nhưng Đông Xuyên đang có định muốn phản công lại. Peter cấp độ 5 chưa có thái dương hạ san để có thể mở tầm xa, và họ đã mở vào thẳng vị trí của Pay người không có thanh tẩy. Pay đang phải tốc biến bỏ chạy góc đôi chung cuối đến từ bao cai của CV là khá khó chịu. Người được chọn là Delight và anh ta đã phải lên bảng. Rất thông minh với quyết định tấn công vừa rồi và lựa chọn mục tiêu khó chịu tới các thành viên đội tuyển Nông Sim. Khả năng chống chịu của họ quá nhiều để cho Draven hiện tại có thể gây đủ sát thương, và Elite của Peanut đã giật một nhịp tiến dần về khu vực hàng rồng, nên việc anh ta có mặt ở khu vực đường dưới sau đến chậm hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Một điều đáng tiếc duy nhất là điểm vào cùng vừa rồi nó lại không dành cho Vital mà nó lại rơi vào túi của Maokai. Ôi! Một tiếng súng đã móc phi thân hơi ảo từ Doran và gần như là xuyên qua người của DNDN, để khiến anh ta mất khá nhiều máu. Còn khu đường giữa thì quyết tâm kẻ yếu kết hợp thêm quả cầu bóng tối kéo đi tầm khoảng hơn 300 máu tới Chovy đang khiến cho Fiesta là người có lợi hơn. Và tiếp cận hơi mạo hiểm từ Alice nhưng anh ta có đánh đu và người tới là Rakan hất tung chỉ một mình Leona và tôi giật ngược trở về với điều kiện tiếp viện. Máu mất quá nhiều sắp tiêu rồi mà chưa đủ tốc biến lên đến từ Fiesta. Vital và hạ gục thành công đối thủ. Chovy nhảy qua tường, Pinat cũng phải giật ngược trở lại. Thiết định kiếm chúng người bị tấn công hiện tại đương nhiên phải nằm xuống, đó chính là Draven. Cùng thời điểm thì Tristana của Chovy đã nhanh tay gặt nhẹ được cái mạng của Fiesta. Mất một lượng nội tại tương đối lớn đến từ Pay khi anh ta nằm xuống và không có ba gục cho tiếng vừa rồi. Còn đường trên thì Doran đang thực sự chịu những áp lực lớn đến từ sải tay dài của DNDN. Vẫn đang là một ván thi đấu mà DNDN duy trì chỉ số farm tốt và những áp lực đi đường cần thiết trước con cơ mưu của Doran phía bên kia. Doran vẫn còn dịch chuyển và vừa rồi đánh nhau tại khu vực cánh dưới bản đồ. Nông Sim là những người lời hơn và rõ ràng chúng ta dự đoán đây có thể là ván thi đấu sôi động hơn, đánh nhanh hơn đến từ cả hai bên so với ván thi đấu đầu tiên. Và diễn biến của nó đúng đang là như vậy. 6 ma gục sau 10 phút thi đấu. Và có vẻ như tình huống đánh nhau nó vẫn sẽ có thể tiếp tục diễn ra ở tại các mục tiêu lớn như rồng hay là sứ giả. Pha di chuyển lên sớm hơn tới từ Rakan đã đạt được cấp độ 6 của D-Line. Phía bên kia Peter mới chỉ là cấp độ 5 mà thôi. Tầm ảnh hưởng của khu vực hàng sứ giả khá nước đương nhiên sẽ ít hơn so với đối thủ nếu thực sự có xảy ra một tiếng giao tranh ở đây. Nhưng tạm thời các thành viên đội tuyển Genji cũng chưa muốn hướng tới việc là tấn công vào con sứ giả đầu tiên trong ván thi đấu. Chúng ta được xem lại pha tấn công rất đúng thời điểm khi cái thanh tẩy chưa được hồi lại tới từ Pay. Pay tốc biến nhưng phải có người trả giá. Và người hứng chịu cái quyền lực thiên nhiên là Rakan đã nằm xuống một cách tương đối nhanh chóng sau nguồn sát thương dồn tới từ cả ba thành viên của Nông Sim. Phát tiếp cận tới từ Alice, mặc dù với định là câu sát thương và câu chiều đối phương là tương đối ổn, nhưng vấn đề là đồng đội của anh ta đã đến tương đối trễ sau cái nhịp Peanut lao vào. Và đấy khiến cho Chovy cũng không làm gì được nhiều, nhảy thẳng ra bên ngoài và quay ngược trở lại sau khi nhận ra rằng mình có cơ hội để tốc biến hạ gục đối phương bằng cái đã bắt đẩy lùi. Chovy muốn bắn thêm nhưng dừng lại ở mức độ an toàn và thoát đi với động tên lửa được hồi lại. Sứ giả khe nứt đầu tiên trong ván thi đấu đã có dành cho thành viên đội tuyển Genji, và đường dưới đang trống khi Draven là người rất nhanh chóng đang tiến lên nửa trên bản đồ. Họ muốn tận dụng một pha đẩy sứ giả và lấy được nhiều tài nguyên hơn dành cho Draven của Pay. Tuy nhiên thì có vẻ như bên phía của Nông Sim đang có một tiếng bị bắt bớ trong khu vực rừng đến từ Servi và anh ta đã phải tốc biến chạy đi rồi. Lốc xoáy tử vong đưa ra đến từ Pay nó không chạm được người Servi để có thể kết liễu đi tính mạng của người chơi rừng Nông Sim. Nhưng áp lực của Genji vẫn đang còn ở đây. Syndra của Fiesta cũng đang di chuyển đến cánh trên bản đồ cùng với Peter. Họ không muốn để cho Genji có được một tình huống triệu hồi sứ giả một cách thuận lợi và vẫn muốn giúp cho DNDN có được những chỉ số lính cần thiết dành cho một con dây của mình.
Và với sự xuất hiện của Peter thì có vẻ tình huống băng trụ và gọi sứ giả đến từ bên phía của Genji sẽ không được triệu hồi một cách thoải mái. Ở cánh dưới bản đồ thì vừa rồi là một khoảng trống để cho Vital có thể gia tăng thêm lượng chỉ số farm dành cho Aphelios cùng với hai mạng mà anh ta có được. Ván thi đấu này đang là ván thi đấu thành công hơn rất nhiều dành cho Vital so với ván thi đấu đầu tiên. Đúng vậy, khi không còn Ashe nữa thì có vẻ như cái nội tại nam châm tới từ Vital đã được giảm bớt đi tương đối nhiều. Ván thi đấu này cái phương án tiếp cận của Delay nó trực quan hơn và tầm của nó cũng dễ kiểm soát hơn rất nhiều so với những đại băng tiễn không biết là từ đâu bay tới. Những đại băng tiễn tàng hình ở trong ván thi đấu trước của Delay nó là một thứ gì đấy gây ám ảnh dành cho Vital và ván thi đấu này thì anh ta cũng quyết định là vẫn cầm hồi máu chứ không phải là một cái thanh tẩy cho dù đối phương có Elise đi chăng nữa. Anh ta tự tin vào khả năng luôn lách của mình nếu như trực diện đối thủ đứng ngay trước mặt. Con rồng đầu tiên trong ván thi đấu đang được kiểm soát bởi các thành viên đội tuyển Genji và đó là một pha đánh đổi mục tiêu không hề có ý định tranh chấp tới từ bên phía của Nông Sim, hoặc là họ đã ra quá muộn và coi như là trao đổi mục tiêu là hòa với con rồng hóa kỹ thuộc về các thành viên đội tuyển Genji. Họ đang đứng rình rập mắt choáng rồi sát thương, nhận ra rằng Leona trâu quá chạy ngay lập tức. Phía sau lưng là cả Vital và cả Sylvie. Nếu như họ muốn Ronin, đó là một tình huống sẽ phải trả giá. Hoàn toàn đồng ý, đã có những tình huống lựa chọn mục tiêu sai lầm của Genji ở những tình huống giao tranh trước đó khi họ dồn tất cả mọi thứ họ có vào một con Leona của Peter. Và điều đó đã khiến Genji thất bại trong những tình huống giao tranh gần nhất ở tại khu vực hang rồng. Nhưng ít nhất Genji vẫn thể hiện được khả năng di chuyển rất tốt của mình để có được hai mục tiêu lớn. Pha lao lên mở đẹp đến từ Peter. Có thêm Sylvie xuất hiện và Elise của Peter đang ở tại khu vực đứng giữa. Hai đánh ba quá khó dành cho Genji. Phải yếu máu. Trước khi lên bài ta vẫn có thể kết được nội tại bằng ma gục đến từ Leona của Peter. Vẫn là một pha di chuyển thông minh tới từ Pay khi ta kịp thời giật vào phía bên trong bụi cỏ nhỏ và lái thành công được cái lốc xoáy tử vong quay ngược trở về. Thả sứ giả ra khu vực đứng giữa cùng với Chovy để bóc đi thêm được 3 lớp giáp trụ. Và đó cũng là nguồn kinh tế tương đối đáng kể dành cho các thành viên đội tuyển Genji sau khi mà Draven bóc được nội tại. Lần về này đến từ Draven, anh ta cũng không bổ sung được quá nhiều. Nhưng nhìn lại về tổng lượng tiền thì anh ta rõ ràng đang nhỉnh hơn so với một Aphelios có được 3 điểm ở cục nằm trong tay của Vital. Vital đang muốn gỡ điều đó. Vital kích hoạt thằng Hoa Lân cùng súng huyết tinh của mình và rất nhanh chóng bóc đi gần hết những lớp giáp trụ của trụ thứ nhất khu đường dưới. Chúng ta đã được xem lại những nỗ lực đến từ cặp đôi của Genji. Combo khá mượt tới từ Peter, mặc dù cái thế giả san nó không gây được hướng làm choáng mà chỉ làm chậm mà thôi. Nhưng cú đấm ngược đối phương về với Quy khá khéo tới từ Mao Cài đã dâng ngay điểm mạo gục vào miệng của Vital. Còn đường trên thì đó là một pha solo kill dành cho Doran. Cú tối hậu thư gửi vào giúp cho anh ta tiếp cận thành công mặc dù là DNDN đã tốc biến đi. Và với mạng solo kill này thì Doran đã chính thức trở lại khu vực đường trên rồi. Đây là một cơ mưu đã hoàn thành sau cho mình búa dìu sát thần. Lượng sát thương gây ra đến từ người chơi đường trên của Genji là cực kỳ lớn cho những pha mà anh ta tiếp cận được đường trên bên phía của Nosim. Và vừa rồi lại là một tiếng trao đổi chính thức nữa mà Doran cho thấy được sức sát thương đến từ cơ mưu tại thời điểm này là lớn như thế nào. Giờ thì có lẽ anh ta chỉ cần một cái giày thép gai nữa mà thôi để nắm giữ hoàn toàn ưu thế trong kèo đối đầu trực diện cùng với Jayce của DNDN với những pha tiếp cận liên tục xin lỗi các bạn, với những pha tiếp cận liên tục bằng cái đá quét phi thần của mình. Và lại một lần nữa thì các thành viên đội tuyển Nông Sim đang muốn kiểm soát cánh dưới của bản đồ và hạn chế bớt đi cái tốc độ tăng tiến về mặt sức mạnh của con Draven nằm trong tay của Pay. Và hiện tại người đang phòng ngự là Peanut có nguy cơ gặp nguy hiểm khi trụ sắp bị bóc dỡ, quay ngược trở lại làm choáng và rút lui về một cách rất nhanh chóng. Phía sau lưng vẫn còn Maokai của Sylvie đang chờ thời. Những áp lực đầy lẻ đến từ Doran lúc này đang là rất tốt, mặc dù khu vực đứng dưới vừa rồi họ phải chịu những áp lực và mất đi trụ một ở trên ta bản đồ. Nhưng cánh còn lại thì các thành viên bên phía của Genji đang khai thác tốt những ưu điểm mà Doran đang có trong kèo đấu cùng với dây của DNDN. Một ván thi đấu mà dây của DNDN hoàn toàn không hướng tới nước mắt. Anh đã hướng tới Nguyệt Đao cùng với một cái giày thép gai từ sớm. Và tôi không biết là hướng lên trang bị như thế này thì nó sẽ khiến cho con dây của DNDN dạo late game có đủ ngưỡng sức mạnh để có thể cấu rỉa bằng những quả cầu sấm tầm xa hay không. Và cánh dưới thì Genji cũng đã vừa gỡ thành công cho bên phía của Genji một trụ. Và hiện tại lượng tiền cách biệt mà bên phía Genji có so với Nông Sim đang là con số gần 2.000 tiền. Và chắc chắn đội hình này của họ vẫn sẽ đánh rất mạnh ở ngưỡng trang bị đầu tiên dành cho tất cả các thành viên. Nhìn lại thì bên kia Vital cũng đã có thêm hai mảnh của vô cực kiếm. Có lẽ lượng tiền trên người đến từ Pay đủ để giúp cho anh ta có thể về nhà và cầm thẳng ra được một cái súng hải tặc. Tôi không biết rằng súng hải tặc có phải là quyết định trong món trang bị thứ hai dành cho Draven của Pay hay không. Còn Chovy thì anh ta cũng đã hoàn thành xong số đến từ lưỡi hái với móc diệt thủy quái và dây cung nộ. Và sau đó là dường như anh ta đang muốn hướng tới một cái kiếm răng cưa để hạn chế khả năng xúc sát thương tới từ Syndra của Fiesta. Chung một khu đường trên đã bị phá dỡ bởi Doran, vẫn làm lợi thế trong gian đi đường rất lớn dành cho người chơi đường trên của Genji và mở ra cơ hội đánh ở cánh cực kỳ mạnh dành cho họ.
Chúng ta được xem lại tình huống ở thời điểm mà lead pick của chúng tôi hơi lag một chút. Đó là tình huống mà DNN đã phải lên bảng điểm số lần thứ hai trong ván thi đấu này. Không chính xác, đó là một tình huống mà anh ta được cứu bởi đồng đội, và sau đó thì anh ta gỡ được một mạng. Đó là mạng dành cho CV chứ không phải là mạng dành cho DNN. Nhưng khi trở lại thì Doran vẫn có thể có được trụ một khu vực trên đối phương. Khi cân bằng về mạng và vươn lên dẫn trước về trụ, Gen.G vẫn đang duy trì một lượng tiền cách biệt lên tới con số tầm 3.000 tiền. Và phía đất vẫn đang di chuyển chung với trụ vì. Cặp đôi mid rừng của Gen.G đang liên tục di chuyển chung với nhau và tạo ra những áp lực khiến cho trụ 2 đứng dưới của NoSim đã phải nằm xuống rồi. Đó là cái trụ 2 được nhường tiền lại dành cho trụ vì với một lượng tiền cực kỳ lớn để giúp anh ta có được vô cực kiếm vào món trợ vị thứ hai sớm hơn. Nhanh thế nhở. Một tốc độ phá rỡ công trình cực kỳ nhanh với chất tướng là Tristana với những cái bọc thuốc súng của mình. Và những tình huống swap đường sau khi Chovy có được ngưỡng trang bị khởi đầu mạnh mẽ đến như thế này đang đem lại những hiệu quả vô cùng tích cực dành cho các thành viên đội tuyển Gen.G. Sứ giả được triệu hồi ra khu đường giữa, đường trên thì Doran nằm phòng ngự, sứ giả sẽ hút được, trụ một sẽ mất. Đó là những gì mà các thành viên đội tuyển Gen.G phải hứng chịu. Nhưng vấn đề là sứ giả có lẽ sẽ hút được thêm một lần thứ hai nữa với sự có mặt của cả năm thành viên đối phương. Quyền lực thiên nhiên được kích hoạt và người chủ động giơ tấm thân của mình ra để giữ là vị trí của Delay, nhưng cuối cùng thì Pay vẫn gặp nguy hiểm. Máu anh ta mất rất nhiều, mất đi tốc biến tới từ Fiesta với một pha đu theo từ Doran, nhưng tầm thì có vẻ như đã không đủ. Một tình huống tận dụng sứ giả được coi là khá thành công đến từ phía NoSim để gỡ tiền ở trong ván thi đấu này. Họ vừa gỡ thành công hai trụ đường giữa, đó là hai trụ cực kỳ quan trọng dành cho bên phía của NoSim để họ có thể gỡ lại về mặt thế trận cũng như tiền nong, và giúp cho người chơi xạ thủ Vital có thể hướng tới vô cực kiếm ở món trang bị thứ hai với một tốc độ cũng là khá nhanh. Thời điểm này nếu như anh ta về nhà bổ sung vô cực kiếm thì chỉ 19 phút thôi, anh ta đã có được hai trang bị chấn phái này rồi. Wow. Và sức sát thương của anh ta vẫn sẽ là vô cùng đáng kể cho những pha giao tranh tổng nếu như anh ta được chơi. Cách biệt về tiền con số 2.000 tiền này nó chưa phải là một cách biệt đủ lớn để bên phía Gen.G chắc chắn là sẽ có được tình huống giao tranh thắng, nhưng để xem là liệu rằng Chovy sẽ thể hiện như thế nào. Anh ta được các thành viên bên phía của Gen.G chăm sóc khá là kỹ, và đây là tiếng anh ta tốc tiến lên tìm kiếm Maha gục liệu rằng có hay không. Dâm nhảy tên lửa lần hai, và đó là mạng thứ hai dành cho Chovy trong ván thi đấu này. Quá khó chịu với tầm tiếp cận tới từ cặp đôi Tristana và Rakan. Một tình huống nhảy lên trước để làm bàn đạp, và Rakan chỉ cần bám theo với điều chỉnh tiếp viện của mình mà thôi để có thể thực hiện được một pha xoay bánh tráng giữ chân đối phương bằng cái bộ phát thần tốc. Và mọi thứ như được lập trình khi mà Jayce đã lần thứ ba phải nằm xuống trong ván thi đấu này. Một trận đấu rất bết bát của DNDN so với những gì mà anh ta đã thể hiện ở trong những ván thi đấu trước. Và thực sự điều đấy khiến cho cái cơ hội để cái đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Đông Sim sẽ bị giảm đi chất rất nhiều khi một người chơi Syndra cũng không phải là một con bài đẩy cánh mạnh. Vì Syndra vẫn thiếu đi những sự cơ động và chỉ có thể phòng ngự bằng những khống chế bản thân có thể gây ra mà thôi. Cú dịch chuyển để rớt Baron đến từ phía Đông Sim. Họ có súng đẹp đến từ Vital và vô cực kiếm để có thể ăn Baron, nhưng có Pinus ở đây không cướp được Baron và Pinus đi yếu máu rồi. Anh ta đã phải lên bảng điểm số mà gục dành cho vị trí của Fiesta. Một nước đi hay đến từ Đông Sim khi mà họ thấy rằng Chovy không có dịch chuyển đang có mặt tại khu vực đường dưới, và họ mở ra một tiếng rớt Baron. Lượng sát thương theo thời gian của họ là đủ để có Baron, thậm chí có thêm mạng khuyến mãi của Pinus. Quá ngon, một tình huống rất chủ động và đem về một cái giá cực kỳ ngon dành cho các thành viên đội tuyển NoSim Redford. Chúng ta được xem lại tình huống bắc cầu ở khu vực đường dưới tới từ Chovy và Delay. Một pha tiếp cận không thể nào đẹp hơn, và một tình huống giữ chân quá lâu khiến cho DNDN mặc dù đã muốn tìm ra cơ hội thoát với pha lôi phạt nhưng cũng không thể nào có thể tẩu thoát nổi. Chitara về nhà ngay sau đấy và nắm bắt được cái khoảng trống được tạo ra trong tình huống đối phương bấm B về nhà. Các thành viên đội tuyển NoSim đã có được một vài những lợi thế cụ thể, nhưng bây giờ thì sao? DNDN đang bị khai thác, DNDN đã bị hạ gục. Búng đồ sức mạnh sát thương là vô cùng đủ, và Doran bây giờ muốn quay đầu chạy đi đâu. Anh ta đã bị giữ chân lại, tốc biến được thoát ra, có thêm Rakan, Delay có mặt ở đây. Người tới là Vital. Hai vô cực kiếm đã có đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Gen.G, nhưng vô cực kiếm cũng đã có tới từ Aphelios của Vital, và bây giờ tận dụng cái bùa lợi Baron các thành viên đội tuyển NoSim đang đẩy lên. Baron Power Play hiện tại đang là 3.200 vàng. Vẫn là một con Baron khá là giá trị thuộc về các thành viên phía của Đông Sim, và họ đang muốn tận dụng nó để có thể để tiếp tại khu vực đường trên. Chỉ là một tình huống mà DNDN đổi mạng với Chovy mà thôi, vẫn là thế 4-4. Và Thái Dương Asan có thanh tẩy, nhưng người bị dính cú kết tàn kiếu đó là Delay, và anh ta đã bắt buộc phải tung cú lướt của mình để có thể rút lui trong tình huống vừa rồi. Cánh giữa thì phía nước đang tận dụng đợt lính đẩy của Gen.G để có thể gỡ trụ. Liên tục là những pha đổi trang trên toàn bản đồ và đẩy ván đấu về một thế trận vô cùng cân bằng. Cách biệt về tiền là không có, và cách biệt về mạng cũng là không. Thứ duy nhất mà Gen.G đang hơn so với đối phương tại thời điểm này đang là hai con rồng nguyên tố, và chúng ta hãy cùng nhìn lại một pha tấn công đến từ Doran với tiền đề là Chovy xuất hiện bất ngờ tại khu vực đường trên. Nhưng những pha phản công đến từ NoSim cũng là có, với cú dịch chuyển đến từ Fiesta và lượng sát thương đến từ Syndra tại thời điểm này. Một chút tướng được làm lại là rất mạnh về dọn lên game.
Có lẽ anh ta đã đủ số stack tới từ Syndra và đó là lý do tại sao mà cú chiêu cuối của anh ta nhìn ảo đến như vậy. Một tình huống bóc đi có lẽ là hơn một nửa máu của Tristana với 5 quả cầu bằng cái chiêu cuối bùng nổ sức mạnh và tiễn thành công được Tristana lên bản điểm số. Bây giờ lại là Doran người đang bị khai thác, anh ta đu và anh ta thoát ra khỏi tầm truy đuổi tới từ thiên đỉnh kiếm. Một tiếng cầu sấm tốt từ DNA để làm mềm đối phương nhưng vừa bị mất đi tài nguyên. Thực ra tài nguyên cũng không đáng kể cho lắm nhờ, nó chỉ là cái thiên đỉnh kiếm mà thôi. Khi thái dương hạ san của Leona cũng sắp sửa hồi lại và thời điểm đó tranh ở khu vực thang rồng. Mặc dù chỉ là linh hồn rồng gió nhưng các thành viên đội tuyển Nông Sim đang có một vài những lợi thế cụ thể. Rất căng thẳng. Nông Sim với một lối chơi táo bạo liều lĩnh của mình thì đang có một ván thi đấu mà họ không hề thua kém về mặt thế trận so với các thành viên phía của Gen G. Đội tuyển được đánh giá cao hơn họ rất nhiều. Liên tục là những pha đọ macro từ cả hai bên, liên tục là những pha trao đổi đến từ cả hai bên. Châu Vi có trụ hai khu đường trên với lượng tiền lớn tiếp tục được dồn vào người chơi đứng giữa của Gen G. Trong khi đó tại cánh giữa bản đồ đang là những pha di chuyển chung đến từ phía Nông Sim để có thể gỡ trụ. DnDn đang cố gắng farm hòa và farm an toàn ở trong trụ ba bởi vì anh ta hoàn toàn là mục tiêu có thể được chọn. Châu Vi đang đứng lại một nhịp và tình huống ping đến từ Delay là muốn bắt lẻ DnDn trong tình huống di chuyển của người chơi đứng trên bên phía Nông Sim ra khu đường giữa. Nhưng lúc này thì các thành viên phía của Nông Sim có lẽ đã cảnh giác hơn rất nhiều. Sau 4 lần nằm xuống, người chơi đứng trên của Nông Sim đã đánh rén hơn và đánh cẩn trọng hơn. Đúng vậy, bây giờ thì anh ta mới cẩn trọng. Nhưng mà thực ra thì cẩn trọng ở thời điểm này cũng không muộn, bởi vì các thành viên đội tuyển Nông Sim đã tìm lại được lợi thế của mình. Đồng ý là kiểu lên đồ này của Jay sẽ không đảm bảo cho nguồn sát thương đầu ra đến những pha cầu sớm ở cổng ở tốc khi anh ta không có được nội tại đến từ cái thần kiếm Romana và nguồn sát thương được gia tăng đáng kể. Nhưng với kiếm Ayomu nữa thì ít nhất anh ta đảm bảo được mục tiêu đấy là tôi có thể farm hòa và giật về đúng thời điểm với lượng kích tốc tới từ cái Bayomu cổng gia tốc cũng như là chuyển giữa hai dạng súng và búa. Bây giờ thì Rakan đã hoàn thành trang bị thần thoại của mình. Nó không phải là một cái vương miện Suelia mà nó là ngọn đúc thánh quang để gia tăng cho khả năng giao tranh tổng. Và điều đấy cũng sẽ hạn chế đi đôi phần cái khả năng bắt bớ vào những vị trí quan trọng của đối thủ như Syndra hay Aphelios. Nhưng nhìn chung thì rõ ràng họ đốt thành quang sẽ là món trang bị rất lợi hại dành cho các thành viên đội tuyển Gen G bước tới những tình huống giao tranh 5 năm. Còn ở trong ván thi đấu này thì Châu Vi đã bắt buộc phải hướng tới cho mình một khăn giải thuật từ sớm. Có lẽ anh ta cũng sẽ muốn nâng cấp trang bị khăn giải thuật này thành một cái trang bị đa thủy ngân ở món trang bị thứ 3 dành cho Tristana. Một lượng sát thương vẫn sẽ được đảm bảo đến từ Châu Vi khi ván thi đấu này anh ta được nhường nhiều tiền đến từ những mã hạ gục và rất nhiều trụ mà anh ta khai thác được ở hai đường cánh của Nông Sim nữa. Một ván thi đấu mà tự nhiên bên phía của Nông Sim cùng với Gen G đang đánh rất cởi mở và họ sẵn sàng lao vào nhau với những tình huống giao tranh. Tình huống giao tranh sắp tới có lẽ sẽ diễn ra ở tại khu vực hang Baron. Đó sẽ là mục tiêu xuất hiện trước so với con rồng nguyên tố tiếp theo của ván thi đấu này, nhưng đó là một tiếng DnDn đã bị bắt lại và anh ta kích kiếm Ayumu đến tối ưu thư vẫn gửi vào. Dịch chuyển được dùng đến từ các đường đơn của cả hai bên. DnDn đã phải lấy bản điểm số rồi. Peter xuống với một tình huống phút cuối cùng từ Leona, anh ta đu thiên đình kiếm vào cực kỳ xa và thái dương san chỉ dùng để rút lui đến từ Peter mà thôi. Mèo được thả ra ở góc độ khá xa đến từ Selvi, không biết có tiếp cận được hay không. Lách thành công của anh trang dẫn lối vừa rồi đến Phoenix và anh ta vẫn có thể về được. Vital không dám đứng lại để đó tay đôi với lại vị trí của Châu Vi. Đau đàn lao thẳng và tấn công Selvi và Selvi quyết định rút lui vào con lính vừa rồi khi thấy xuất hiện đến từ Delay. Và một tiểu huống cần va, một cú né rất ảo tới từ Elise trong tay của Phoenix để giật ra khỏi cái anh trang dẫn lối tới từ con Aphelios nằm trong tay của Vital và từ đó giúp cho anh ta vẫn có thể sinh tồn, thậm chí là quay ngược trở lại để tung ra cú cánh nhẹ và gia tăng thêm những sự uy hiếp. Và vừa mới nói xong, DnDn đã cẩn trọng hơn, đã rén hơn thì DnDn lại bị khai thác, mặc dù trước khi nằm xuống anh ta đã gây ra được rất nhiều những áp lực. Tình huống lao thẳng xuống chỉ với 4 cầu và bùng nổ sức mạnh và nguồn sát thương của Fiesta không đủ để có thể hạ cục thành công được Peanut, rút lui về rất nhanh chóng đến từ bên phía của Gen G và Vital là người bọc hậu. Những cái pha né này không có tầm nhìn, hơi gắt đến từ Peanut. Hình như anh ta quay lại để thả con nhện. Anh ta thả một cái W và anh ta thấy cái gì đó lấp ló một cái là anh ta giật người ngay lập tức. Một phản xạ rất ghê đến từ người chơi đi rừng của Gen G và giúp cho anh ta sống sót trong tình vừa rồi. Chưa có mục tiêu lớn nằm xuống sau những tình huống đổi mạng đến từ cả hai bên. Và bây giờ ván đấu vẫn chưa hạ nhiệt khi mục tiêu lớn trên bản đồ đó chính là một con Baron hoàn toàn được cả hai hướng tới. Lượng sát thương DPS theo thời gian của cả hai đội là cực kỳ nhiều. Một bên thì có Aphelios, Syndra. Bên phía bên kia thì có hai xạ thủ đều đã cầm 3 trang bị trở lên. Và chắc chắn bên phía của Nông Sim sẽ cần phải kiểm soát khu vực này kỹ, bởi vì tốc độ ăn của Gen G là vô cùng nhanh. Đúng vậy, một đội hình với tốc độ ăn rất nhanh. Nên chất tướng, 4 con tướng ở nửa trên ngoài trừ Rakan đều là những mẫu tướng với tốc độ gây sát thương và Baron cực kỳ nhanh. Và có lẽ là cái đội hình này Nông Sim chỉ cần bỏ ngỏ mất tầm khoảng 3 giây là họ sẽ không có cơ hội để can thiệp và giữ lại Baron trước sự uy hiếp đến từ các thành viên đội tuyển Gen G nữa rồi. Họ đang kiểm soát nó tương đối ổn.
Aphelios cũng đã có được cho mình vùng kiếm cung vong linh và đang hướng tới một cái huyết kiếm là món trang bị lần thứ 3. Thậm chí anh ta bẻ ngoặt và bổ sung thêm cho mình một cái đồng hồ để đảm bảo an toàn trước những pha tiếp cận đến từ con Camille của đối phương. Và đù rất xa tới từ Sylvie. Và một dìu, chỉ một dìu duy nhất lấy đi 1/4 lượng máu của Sylvie, là nguồn sát thương đầu ra hiện tại tới từ Draven. Nên nữa kiểu lên trang bị của Sylvie không phải là một kiểu lên trang bị theo thiên hướng chống chịu. Một ngọn lửa thánh quang là chưa đủ để Sylvie có thể chống chịu lượng sát thương đầu ra đến từ hai xạ thủ của Genji tại thời điểm này. Và để xem là con Baron này thì việc cạnh tranh nó có dẫn đến những tình huống giao tranh bắt lẻ diễn ra được hay không. Áp lực đầy lẻ đến từ phía Genji tôi đang cảm giác như nó nhiều hơn rất nhiều so với phía con ông Sim. Đợt lính cánh luôn luôn được Genji kiểm soát tốt đến từ Chovy cùng với cả Dora nữa. Và những áp lực đến từ đường lính cánh đang khiến cho những người chơi như DnDn và Fiesta bắt buộc phải là những người di chuyển để có thể phòng ngự. Và những pha phòng ngự cao của Syndra hay Zayce đều là những tiền đề để bắt lẻ. Đúng là như vậy. Bây giờ thì cho dù đã có thêm kiếm Mayamu và tốc độ di chuyển như những gì mà chúng ta vừa mới đề cập, Zayce vẫn là một con bài quá yếu đuối trước cái khả năng đu bám rất xa tới từ những mẫu tướng như Camille hay Alice và thậm chí là cả Tristana cùng với Rakan nữa. Nên con đường của DnDn trong ván thi đấu này nó không bằng phẳng một chút xíu nào cả. Anh ta đồng ý là đã có được một vài lợi thế ở dàn đầu tiên trong kèo đầu cùng với Camille, nhưng sau đó thì anh ta đã mắc phải tương đối nhiều sai lầm, hay nói chính xác là đối phương đã thi đấu quá tốt với những điểm solo kill mà Doran đem lại, cũng như là khai thác được lượng tiền đến từ năm đất trụ và chùm một ở vùng đỉnh trên. Maokai bắt buộc phải lên chống chịu, anh ta cần phải đảm bảo rằng tuyến trước đủ khỏe. Và bây giờ thì anh ta đang hướng tới có thể sẽ là một cái team băng trong ván đấu này không tệ một chút xíu nào cả, bởi vì nó sẽ làm chậm đi nhiều tốc độ đánh đến từ rất nhiều những mẫu tướng cần tốc độ đánh tới từ bên phía các thành viên đội tuyển Genji. Và đang là một pha kiểm soát tầm nhìn trong khu vực hang Baron tương đối liều lĩnh. Cầu sấm lần này của DnDn là tốt và Elite của Peanut đu rất nhanh nhưng bây giờ rơi xuống. đi không có tốc biến rồi. Bắt buộc bên phía của Nông Sim phải có những pha bắt lẻ như vậy để ép Baron, bởi vì họ không thể nào đẩy lẻ lại với bên phía của Genji cả. Và thế 4-5 dành cho bên phía của Nông Sim, Genji quyết định bỏ rồi. Genji đã quyết định côn bỏ con Baron này khi mà người chơi rừng của họ đang trên bản đếm số. Họ cầu may bằng lốc xoáy tử vong từ xa, nhưng nó không thể nào vượt qua lượng sát thương đến từ cú trừng phạt của Sylvie. Cố gắng để gỡ trụ khu đường giữa cũng không được, rồi lượng sát thương đến từ Paige là không đủ nhanh để kết liễu đi trụ trước khi bên phía của Nông Sim giật về. Và đây là con Baron giúp cho bên phía của Nông Sim có thể sẽ tiếp cận được những trụ bậc thềm của Genji. Đúng vậy, một con Baron giá trị dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sim ở một thời điểm mà họ vừa mới bị dẫn trước một chút xíu. Và bây giờ thì họ lại là đội tuyển vươn lên dẫn trước về lượng tiền và kiểm soát thế trận trong ván thi đấu này. Vấn đề đối với họ hiện tại chỉ là cánh đề lẻ mang tên DnDn mà thôi, khi Rakan và D-Li cũng đang có mặt ở đây. Và Peter bắt buộc phải di chuyển xuống để bổ sung thêm một vài những con mắt cần thiết dành cho cái cánh đề lẻ đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Nông Sim. Huyết kiếm đã được hoàn thành xong, giáp ảo rất dày khi cộng thêm lượng giáp đến từ súng huyết tinh từ con Aphelios của Vital và những nguồn sát thương sốc tới từ Tristana hay là Draven hiện tại thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định để có thể lấy được tính mạng của Vital, chưa kể là cả khả năng cover tới từ Maokai và thêm cả Leona nữa, thì họ sẽ không dám băng bổ vào một cách quá liều lĩnh. Từ nãy giờ chúng ta vẫn đang nói về cái khả năng đầy lẻ với những cánh đầy lẻ mạnh hơn và cơ động hơn từ các thành viên đội tuyển Genji, thì bây giờ nhảy rất hổ báo đến từ Peanut, đến từ Chovy. Anh ta muốn núp vào trong bụi cỏ đó để thực hiện một pha tấn công nhưng không được rồi. Anh ta đã bị lộ vị trí, còn cánh còn lại thì các thành viên phía của Genji đang phải lãnh chịu một pha đẩy rất giáp đến từ phía Nông Sim. Nông Sim quyết định mở bằng Thái Dương Asan. Họ gây sức ép lui Genji và ánh trăng dẫn lối. Nó không phải dạng súng đẹp để gây sát thương, nhưng nó đẩy lui được Genji ra và giúp cho bên phía của Nông Sim đã tận dụng được Cabaron và có được đường lính số cấp đầu tiên trong ván thi đấu này. Chovy vẫn đang phải bám cánh đẩy lẻ với một chiếc Tana 3 trang bị lớn, nhưng lượng trang bị này chưa đủ để anh ta có thể làm khó được một Syndra đang cầm bộ đội Baron phòng ngự dưới trụ ở cấp độ 18. Thậm chí nếu như Chovy thi đấu một cách liều lĩnh, anh ta có thể sẽ phải nhận những trai đắng khi bên phía bên kia khả năng sốc sát thương của một Syndra 3 trang bị là vô cùng khủng khiếp. Đúng vậy, nguồn sát thương đến từ con Syndra này hiện tại có thể coi là one shot thành công được Tristana của Chovy với những lượng kháng phép quá ít, chỉ đến từ một cái áo vải. Và chúng ta đã được xem lại cái tình huống này, cho dù phản xạ của Chovy nhanh nhưng loanh quanh thì anh ta cũng chỉ có đến thế mà thôi. Ước gì lúc này bãi chim lại lòi ra, nó thành tầm khoảng 8 con và một con nằm bên ngoài. Mà bãi chim cũng phải còn nữa, thì may ra Alice mới có một cái góc độ an toàn để có thể đu về và thoát ra khỏi tầm truy đuổi tới các thành viên đội tuyển Nông Sim được. Nông Sim đang chiếm thế kiểm soát một cách tương đối tốt với 30 giây còn lại đến từ bộ lợi Baron. Và Alice của Peanut muốn thực hiện một cú đánh vòng từ phía sau lưng, nhưng anh ta đã đi qua mắt của đối phương.
nó sẽ là khá khó khăn để Phoenix có thể tác động tới ván đấu thời điểm hiện tại với chất tướng là Aris. Phần còn lại của Gen Z thì Pay đang có một ván thi đấu khá là xanh xao với 4 món trang bị lớn, và anh ta vừa hoàn thành đồ thần thoại là một cái nỏ tử thủ. Những khoảng trống để anh ta được gây sát thương là tương đối ít khi tiến đầu của Gen Z không phải là những chống chịu thuần. Ở bên phía bên kia thì CV bắt đầu trở nên trâu hơn với lượng máu hiện tại của một con Maokai, và Leona của Peter cũng đã có đủ cái lượng chống chịu để anh ta có thể mở tiến đầu. Điều đó có thể sẽ giúp cho bên phía của NoSim có được những thế giao tranh thuận lợi hơn, và họ vẫn đang muốn tiếp tục đẩy tại khu vực đứng trên. Không còn một lại Baron nữa, lốc xoáy tử vong được dùng để có thể dẫn lính đến từ Faze. Nó đang tạt ở bên phía cánh phải nhưng anh ta bị giữ chân lại bởi chiêu cuối của Maokai. Cấu sấm cấu diệt tầm xa là cực kỳ khó chịu, các tang kéo chúng phía đất chỉ còn lại khoảng chừng nửa cây máu mà thôi, nhưng trụ vẫn còn, không còn lính để NoSim có thể tận dụng. Nhưng họ đang chờ được lính siêu cấp cùng dưới áp lực và chờ được lính tiếp theo đứng trên để có thể ăn trụ. Những áp lực rất lớn tới từ quyền lực thiên nhiên, đến từ cầu sớm và cổng tốc, và tới từ cả quay tan kẻ yếu nữa. Về nhà dịch chuyển quay ngược trở lại có thể là phương án dành cho Vital, nhưng anh ta vẫn đang muốn trụ lại thêm khoảng thời gian nữa cùng với những đồng đội của mình, trong khi dây của DNDN thì gia tăng thêm áp lực với đợt lính ở khu đường giữa. Tốc biến mở tranh rất nhanh và bồi luôn cú chiêu cuối của mình vào để giữ chân đối thủ. Sát thương zombie từ Draven đủ, và Chitara là người có điểm vào gục của Leona, bắn liên tục vào CV. Sát thương chưa đủ, đó là tình huống không có gì xoay bay đuổi theo. Tốc biến lên tâm là không đủ, bị con tăng kỷ yếu thanh tẩy ngay lập tức quay ngược lại bắn. Double kill cho Chitara, Chovy còn nhảy nha, chỉ cần tìm được CV là sẽ là triple kill. Nhưng cái tầm này truy đuổi vẫn chưa đủ, có atom nổ, có a soi sáng, và đồng thời có một góc để có thể thực hiện được cú dẫn nhảy tên lửa để tiếp cận. Pinat tiến tới, Pinat đã chuyển dại, ta không còn đu lưới nữa, và đó lúc xoáy tử vong được thả ra để trượt, nhưng có một chút xíu thông tin tầm nhìn quét đàn kẻ yếu trượt. Và đây là ba con gà được lùa vào chuồng, một tiếng hất tung trượt đến từ Delay, và con sói này có vẻ như hơi liều lĩnh. Người đầu tiên lao vào là Pinat, kích đồng hồ có mạng dành cho triple kill. Thậm chí đó là Penta không chính thức, không chính thức cho Vinny, và có thể sẽ là end game. Một cú pentakill không chính thức dành cho Chovy khi mà anh ta có được tổng cộng là 5 mạng cùng cho tình huống giao tranh vừa rồi, và NoSim đã thất bại trong tình huống đẩy tại khu vực đứng trên. Peter đã hồi sinh tại khu vực đứng giữa, nhưng một mình Leona của anh ta sẽ làm được gì đây? Cú dịch chuyển được dùng đến từ Chovy sau khi anh ta về nhà và bổ sung hẳn cho mình đó là trang bị cuối cùng trên kho đồ. Nó sẽ là một khoảng thời gian đếm số quá lâu đến từ các thành viên phía NoSim. Người xuống bảng sẽ là DNDN, Phoenix lướt đai tên lửa vào để tiếp cận và lao lên đến từ hai thành viên của NoSim, nhưng họ gặp rào cản quá lớn đến từ bên phía của Genji. Và đó là một tiếng một đổi một, lại có mạng tại Genji rồi, nhưng họ chưa thể làm kết thúc ván thi đấu được. Họ giật ra một nhịp, họ tiếp tục đẩy vào. Doran có dịch chuyển và con lính tiếp cận. Nó sẽ là thời điểm họ phá đi trụ về chính thứ hai của các thành viên NoSim và lao ra đến từ Peter để anh ta có thể câu kéo thêm thời gian cho đội của mình. Thời gian anh ta cũng kéo được là quá ít, và Genji có được chiến thắng trong ván thi đấu thứ hai này. Một chiến thắng rõ ràng là vất vả hơn rất nhiều dành cho các thành viên đội tuyển Genji. Rất nhiều những nỗ lực tới từ bên phía NoSim, và chúng ta cần phải ghi nhận điều này. Họ đã thi đấu một cách ổn định ở giai đoạn mid game, họ đã thi đấu một cách đầy tự tin ở giai đoạn late game, nhưng có lẽ đó là một tình huống quá tham để lấy đi trụ ở khu vực đường trên. Một tình huống mà đáng lẽ ra Syndra nên về ít nhất là sạc lại lượng máu của mình để đảm bảo một góc độ giao tranh tốt hơn. Nhưng khi Syndra chỉ còn lại dưới một nửa máu, anh ta không dám tự tin, và khi Fiesta không tự tin tiến lên với những tình huống quét tan kẻ yếu thì đội hình đến từ bên phía của NoSim gặp quá nhiều khó khăn với cái thế tràn vào mạnh mẽ đến từ bên phía của Genji, và Genji đã bản lĩnh để có được chiến thắng thứ hai liên tiếp trong cặp trận đấu này và ấn định tỷ số 2-0. Ở một thời điểm rất khó khăn thì Genji lại đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, đó là đẩy cơ mi của Doran vào để mở giao tranh bằng cú E-flat nhắm tới xạ thủ đối phương. Họ có được những mạng gục và giúp cho bên phía của Genji phá được cái thế bế tắc, thậm chí đó là một tiếng kết thúc luôn cả ván thi đấu thứ hai này. Đúng là một ngày thi đấu phải có lời khen cho đội hình trẻ của NoSim khi mà cái lối chơi của họ vẫn là như vậy. Cái sự tự tin, cái lối chơi hổ báo của NoSim vẫn rất biết cách để làm khó các đội tuyển lớn. Nhưng cuối cùng thì khi mà kinh nghiệm thi đấu không thực sự quá dày dặn đến từ phía NoSim đã khiến cho họ có những quyết định nó chưa thực sự đúng đắn. Và Genji vẫn sẽ có được chiến thắng với tỷ số là 2-0 để tiếp tục cuộc đua của mình với T1 trên bảng xếp hạng. Và đó là tất cả những gì chúng ta có ở trong ngày thi đấu hôm nay. Ngày thi đấu thứ hai của tuần thi đấu thứ tư giải LCK mùa xuân 2023. Và ngày thi đấu ngày mai chúng ta sẽ có những cuộc đụng độ diễn ra đến từ Super Team Hangwha Line đối đầu cùng với Fred Brion của ngài Morgan. Tập trận thứ hai sẽ là cuộc đụng độ giữa nhà đương kim vô địch thế giới Derek và đối thủ của họ cũng là một đội tuyển rất mạnh trên bảng xếp hạng, đó là Lee Sandbox. Hy vọng là các bạn khán giả trên kênh sóng của LCK Tiếng Việt vẫn sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến của LCK vào ngày thi đấu ngày mai. Còn bây giờ sẽ là lời chào của Văn Tùng cũng như anh Đức Mạnh đến với quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.